thương xót lại vốn người yêu sẵn, nên bệnh của cô lại phát phải nghỉ học luôn. Cô thôn ngồi dỗi, gặp những lúc trời chiều êm ả, ăn xong lại ra ngoài chơi. Một hôm cụ thôn ra ngoài thành thưởng ngoạn phong cảnh thôn quê, vui chân đi đến một chỗ non nước quanh co dựng chốc xe tốt, lờ mờ thấy đằng xa có một tòa cột miếu. Cụ thôn đến đó thì thấy cửa ngõ xinh đẹp, tường vách đổ nát, có biển đề chín thông tội, cạnh cửa lại có đôi câu đối đã cũ: sau mình còn chỗ không lùi bước, trước mắt cùng đường muốn ngoảnh đầu. Vũ thôn xem xong nghĩ rằng hai câu này văn thì thường thôi, như ý sổ xưa này ta đã chơi nhiều hướng, nhiều chuồng có tính, chưa tận nơi câu đối nào thế này, chưa biết chừng trong đó có vị tu hành rất đạt của mình, sao ta không vào hỏi xem. Khi vào thấy một vị sư già lọt khọt đang nấu cháo, Vũ thôn cũng không để ý đến. Lúc nói chuyện thấy vị sư vừa loà vừa tiếp, văn dụng lưỡi cứng, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Vũ thôn chán ngán trở ra, muốn đi một hàng rượu uống miếng chén cho đỡ buồn. Hắn vừa bước vào cửa thấy trong đám khách có một người chạy ra cười và mời vào. Lạ thật, sao lại gặp một tiên sinh ở đây nhở? Vũ thôn một nhìn thì ra người này buôn đồ cổ ở kinh đô, họ Mãnh tên tự Hưng, đã quen nhau từ khi ở kinh đô. Vũ thôn thì phụng tự Hưng là tay có tài tháo vát, tự Hưng thì muốn mượn kính Vũ thôn là người văn nho, vì thế hai người chơi thân với nhau. Vũ thôn vội hỏi: ông đến đây bao giờ sao tôi không biết, bỗng nhiên gặp thật là kỳ duyên. Tôi về nhà năm ngoái nhưng có việc vào kinh, tiện đường đến đây thăm một người bạn. Ông ta có lòng tốt lưu tôi lại ở chơi, tôi không có việc gì gấp nhưng cũng ở lại ít ngày, độ được tháng nữa ra lên đường. Hôm nay vì nhà ông bạn có việc nên tôi ra đây chơi, định vào nghỉ chân, không ngờ gặp tiên sinh. Nói xong mời cả Vũ thôn ngồi, tự nhiên bảo xoắn hai người uống rượu nói chuyện, kể lại những việc từ ngày xa nhau. Vũ thôn nhân hỏi: gần đây kinh đô có gì lạ không? Hai cũng không có gì lạ, chỉ có nhà dòng họ với tiên sinh có một chuyện hơi lạ thôi. Vũ thôn cười: họ tôi không có ai ở kinh đô cả, sao lại nói thế? Tự Hưng cười: cùng họ thôi, không phải cùng ai nha. Như phủ xã Vĩnh Phúc có lẽ cũng không làm mất thanh danh của tiên sinh chứ. Phủ Vĩnh Phúc công ạ, cứ kể ra họ nhà tôi cũng không ít người, từ xã Phục đời đời đến đến giờ chỉ phải rất đông, tỉnh nào cũng có, không ai chả khảo hết được. Kể ra Phủ Vinh thì cũng có họ với tôi hết, nhưng nhà đứng Vinh hiện như thế tôi không tiện nhận họ nên là ngày càng xa. Từ Hưng thở dài: tiên sinh tự thân hiện nay hai nhà Vinh Ninh đều suy sụp cả, không còn thịnh vượng như trước nữa. Hiện giờ hai nhà Ninh Vinh người rất nhiều, sao bảo là suy sụp? Chính thế, nói dài thì rất dài. Năm ngoái tôi đến kinh doanh thì muốn thăm di tích Lục Triều, khi tôi đến thành Thạch Đầu có đi qua hai nhà ấy. Còn đường Bắc Lộc Ninh Đông là Phủ Ninh Quốc, hướng tây là Phủ Ninh Quốc. Hai nhà liền nhau chính quá một phố. Ngoài cửa chính tùy vắng vẻ không có người, nhưng mà nhìn qua tường thấy trong đó đại đài lầu các rất là ngột ngạt. Ngay lúc vừa qua đằng sau cây cối núi non phong sạc quất tươi tết, nó phải là suy sụp. Tự Hưng cười nói: không ngờ tiên sinh Đỗ Tiến Sĩ mà lại chẳng thấu tiếng nào cả. Cổ nhân đã nói: con sâu trong nhân chết vẫn không ngã. Hai nhà này tuy không phồn thịnh bằng lúc trước, nhưng so với những nhà sinh hoạt bình thường thì vẫn còn khác xa. Hiện giờ người nhiều công việc nhẹ, thế mà từ thời đến tới chỉ biết thảo thủ vô quý, không người nào lo đúng công việc, đến nỗi hàng ngày không khí cũng không biết định giảm. Bề ngoài xem ra không thấy có gì thay đổi, nhưng bề trong thật trống rỗng cả rồi. Đó là việc nhỏ, còn có một việc lớn nữa.
một nhà phú quý dòng dõi phi thương như thế, mà ai ngờ con cháu lại càng ngày càng suy sút. Vũ Thôi nói, nhà thì dễ như thế, con đã là lại không biết dạy bảo con cháu. Nhà khác thì tôi không biết, chứ hai nhà phổ Ninh phổ Thương sau này lại dạy con vẫn có phương pháp lắm thế mà. Để Hưng thở dài, tôi sẽ nói cho tiến sĩ biết, cho đời mình không có phương pháp công là hai thiếu xuân. Thank you.
theo kiếp mà sinh thì đời loạn, như các vị như thuấn vũ thanh văn vũ chu thiện khẩm mạnh đồng hàn chu trình chiêm trung đều theo phần mạng bọn suy phu cung công thiện chủ thủy hoàng vương mãn tào tháo hoàng xuân an lộc sơn tần cúng đều đúng kiếp mà sinh. Đại nhân thì làm sao cho thiên hạ bình chỉ, đại ác thì làm cho thiên hạ hỗn loạn.